xin chào các bạn đến với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là USB bắt wifi cho máy tính bàn nha. Đấy. Đối với laptop thì chúng ta dễ dàng rồi, còn đối với máy tính để bàn thì chúng ta không có cạc wifi thì chúng ta phải dùng thiết bị gắn ngoài thì để đỡ mất lằng nhằng gắn cạc wifi vào trong máy á, thì chúng ta mua sản phẩm này. Thì trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nhé, nhưng mà mình khuyên các bạn nên mua sản phẩm của TP-Link. Đây, TP-Link này chuyên các thiết bị tốc độ tối đa cũng đến 150m này. Đây, nó cũng chỉ nhỏ gọn như thế thôi. Đây là hộp. Đấy, trong hộp có một cái cáp để chúng ta gắn sang. Sách hướng dẫn, cái đĩa driver này mình vừa cài xong. Đây, giới thiệu cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gắn và test thử thêm nhé. Đây, bây giờ mình sẽ gắn và test thử cho các bạn xem nhé. Còn link mua sản phẩm mình sẽ để bên dưới. Đây, sau khi gắn thì chúng ta thiết bị hoạt động nhé. Các bạn nhớ điều chỉnh anten theo hướng wifi nhà mình nhé. Máy tính của mình nhé. Đây, mình đang kết nối đấy. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bắt thử wifi nhé. Đây là wifi nhà mình nhé. Đấy, rồi wifi đang bắt nhé. Thì giờ mình sẽ test thử tốc độ của wifi nhé. Nhưng nó nhanh không? Xuống là 42m, tải lên cũng 42m, khá là nhanh, pin thì 22. Thì hôm nay mình sẽ kiểu các bạn USB bắt wifi dành cho lắp, dành cho PC nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.